hôm nay hai mẹ con mình gói bánh chưng để Tết này hai mẹ con mình mang về biếu ông bà, các cô, các bác nhé. À, hôm nay có bánh chưng này. Khuê thấy hôm nay mẹ chuẩn bị nhiều đồ không? À, đây này, Khuê biết đây là cái gì không nhỉ? Khuê biết đây là cái gì không? Lá gì đây không? Đây là lá chuối đấy, lá chuối mà hôm trước thấy nhá. Mẹ thấy ở trên trường con được nghe câu chuyện về sự tích cây chuối đúng không? Đấy, lá chuối này, cây chuối cho mình lá để gói bánh này, cho mình quả để còn thắp hương này, ăn này. Và ngày hôm nay mẹ sẽ dùng lá chuối này để gói bánh. Hai mẹ con mình cùng gói bánh nha. Khi mà vừa mẹ rạch xong, mẹ tí nữa Khuê giúp mẹ là Khuê sẽ lau lá bánh cho mẹ nha. Lau sạch. Ừ, Khuê ngồi lùi tí, để Khuê gói bánh nào. À, để lau lá nào. Rồi, cho Khuê lá này. Lá xong. Rồi, Khuê đi. Sắp sao làm con lên trên hồng rồi à? Ôi, nhưng mà con gái của mẹ lớn rồi. Để có bánh chưng này thì sẽ có gạo nếp này. Gạo nếp trắng là bác nông dân trồng đó. Mẹ sẽ múc một bát gạo nếp vào đây. À, Khuê ra đây múc với mẹ đi. Đi, đây ra đây mẹ cho ta mang khăn đi. Mang khăn để lên đây cho mẹ. Rồi, đi ra đây mẹ cho thả bánh. Đi đường này này. Thưa là ông bà, nhà cũng có bánh như thế này nè. Ngồi lên. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Chúc ba mẹ thương bé nhiều nhiều, chúc anh chị thương bé nhiều nhiều. Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi. Tết năm nay bé thêm một tuổi, chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Bé không thích lì xì. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, cành mai vàng bên cành đào tươi. Mời em ngồi xuống. Dạ vâng ạ, mời chị ạ. Rồi Ánh Dương qua mời nước cô nè. Rồi cô cảm ơn Ánh Dương nha. Cảm ơn con. Dạ mời em uống nước. Dạ vâng em mời chị ạ. Rồi cô cảm ơn Ánh Dương nha. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn bạn. À, đi cô Trang tặng Ánh Dương một cái bánh nha. Đây, cô Trang tặng Ánh Dương một cái bánh này. Ánh Dương một cái bánh này. Con cảm ơn cô ạ. Rồi, cô Trang tặng Ánh Dương một bánh nha. Rồi, mẹ đồng ý. Mời bạn đi chơi với con đi. Rồi mẹ đồng ý thứ hai con đi chơi ngoan nhá. Ừ, hai con đi chơi đi, đi sau lưng mẹ rồi đi sau lưng. Rồi, đi chơi rồi chị. Rồi hai con lấy đồ chơi, logo chơi. Lấy logo chơi đi con. Mời em ăn bánh. À, vâng ạ. Ừ, mời chị ăn bánh ạ. Dạ. Dạ mời chị uống nước ạ. Dạ, mời em uống nước. Dạ. Hôm nay em ăn cái bánh này rất là giống hương vị quê hương nhà em ấy. À, vừa rồi chồng chị đi công tác ở ngoài Hà Nội á, cho nên là mua một ít kẹo đem về. À dạ, hẳn nào cái giống quê giống hương vị miền Bắc ở quê em. Dạ. À, em đã về quê thăm ông bà chưa? Dạ thưa chị, là vừa rồi thì em đã đi về thăm ông bà nội rồi, còn ngày mai thì gia đình em sẽ về miền Bắc thăm ông bà ngoại ạ. À, dạ.
À, thế ông bà có khỏe không em? À, dạ thưa chị là ông bà khỏe ạ. Dạ. Dạ giờ thưa chị là anh chị và cháu đã đi thăm và chúc Tết được nhiều gia đình chưa ạ? À, hôm qua thì hai vợ chồng chị sang nhà nội chúc Tết rồi. À, dự định là ngày mai sẽ về quê ngoại chúc Tết ông bà. Còn hôm nay thì ở nhà để đón tiếp khách. Dạ. Ông bà có khỏe không chị? À, ông bà khỏe ạ. Dạ. Năm nay công việc của em như thế nào? Dạ thưa chị thì năm nay em dạy các bạn đội tuổi nhà trẻ. Các bạn dễ thương lắm, đáng yêu lắm và các bạn rất là ngoan. Dạ. Anh Dương ơi, ra có bảo này. Ra đây, ra đây. Ra này. Ôi, anh Dương năm nay lớn quá nhở. Anh Dương ơi, nay cô Trang có băng lì xì đỏ này tặng cho anh Dương. Ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ nhá. Đến lớp là con nghe lời các cô. Rồi cô Trang tặng con này. Con. Rồi cô Trang tặng con này. Rồi mẹ sẽ cất giùm con nhá. À, cho Tết hai mẹ con mình cùng nhau làm việc tốt nhá. Khuê ơi, ra đây cô Bảo này. Năm mới cô lì xì cho con. Chúc con ăn ngon, hiếu thảo vâng lời ba mẹ nhé. Rồi, để làm giúp Khuê này. Để ra Tết hai mẹ con mình làm việc tốt này. Giúp đỡ những người khó khăn nhé. Mẹ em muốn đứng gần mọi người kìa. Thưa chị, năm mới hai mẹ con em đến chơi. Chúc gia đình nhà mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an ạ. Dạ vâng ạ. Hôm năm nay thì hai mẹ con em bánh bánh. Dạ. Bánh bánh gửi tặng gia đình nhà mình ạ. Dạ. Em gửi tặng chị Bích chiếc bánh chưng ạ. Cảm ơn em. Dạ. Năm mới chị chúc hai là gia đình năm mới bình an. Hạnh phúc. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Dạ vâng ạ, hai mẹ con em đến chơi từ mấy giờ? Thì bây giờ hai mẹ con em xin phép được đến thăm chúc Tết với nhà khác nữa. Dạ vâng ạ, hai mẹ con em xin phép được về ạ. Chào em ạ. Chào bạn ạ. Anh Dương chào cô đi con. Con chào cô ạ. Mình chào bạn ạ. Dạ vâng ạ, hai mẹ con xin phép ạ. À, chào hai mẹ con ạ. Dạ.